Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Somnet là công ty tư vấn hạ tầng bảo mật thông tin được thành lập vào năm 1998. Khởi đầu với việc kinh doanh thiết kế và xây dựng các dòng sản phẩm của Microsoft, Somnet cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng và hỗ trợ kỹ thuật để duy trì hệ thống máy tính sẵn sàng và hiệu suất tối ưu cho khách hàng doanh nghiệp. Ngoài ra, là một phần trong quá trình đa dạng hóa kinh doanh của công ty, một bộ phận chăm sóc sức khỏe được thành lập vào năm 2005 và nền tảng quản lý sức khỏe InPHR dựa trên hồ sơ sức khỏe cá nhân đã được xây dựng và vận hành. Công ty cũng đang phát triển thành một công ty chuyên về dịch vụ. Đối với sức khỏe, điều quan trọng nhất là gì ạ? Là ngăn ngừa và quản lý các triệu chứng trước khi chúng trở nên tồi tệ hơn, đúng không? Những bệnh nhân cần được quản lý cẩn thận hơn, nhất là những bệnh nhân như là ung thư hoặc tiểu đường, cũng như việc chăm sóc sức khỏe cá nhân của chính chúng ta. Chính vì vậy, công ty muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn InPHR, một nền tảng quản lý sức khỏe giúp ích rất nhiều cho các nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân. Nền tảng quản lý sức khỏe được cá nhân hóa InPHR là nền tảng quản lý tích hợp hồ sơ sức khỏe cá nhân duy nhất được liên kết với hồ sơ y tế của các bệnh viện ở Hàn Quốc. Ở đây, PHR là viết tắt của Personal Health Record, nghĩa là hồ sơ sức khỏe cá nhân, dùng để chỉ một hệ thống hồ sơ sức khỏe thu nhập tất cả các thông tin và xây dựng nó để người dùng có thể duyệt, quản lý chúng theo một cách riêng của họ. Dữ liệu sức khỏe sẽ được thu nhập theo cách cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cá nhân hóa. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng xem xét kỹ hơn về nền tảng InPHR nhé. Đầu tiên, đó là dịch vụ y tế cá nhân. Dịch vụ y tế cá nhân có thể giúp chúng ta quản lý tích hợp hồ sơ sức khỏe cá nhân được thu thập từ các dịch vụ khác nhau của nền tảng InPHR. Thứ hai là cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chỉnh sửa dựa trên thông tin sức khỏe của người dùng. Và thứ ba đó là các bạn có thể kiểm tra sức khỏe của chính mình bằng những câu hỏi tự chẩn đoán cho từng bệnh, cũng như bạn cũng có thể xem thông tin sức khỏe của cá nhân mình một cách tùy chỉnh. Dịch vụ thứ hai đó là dịch vụ quản lý sức khỏe bệnh mãn tính. Các bệnh nhân mãn tính có thể ngăn ngừa và kiểm soát các triệu chứng như là ung thư, bệnh viêm ruột, rối loạn lo âu, hoảng sợ về cảm xúc và các bệnh tiểu đường. Thứ hai, dịch vụ này còn giúp chúng ta quản lý bệnh béo phì thời gian thực cho những trẻ em đang lớn, và dịch vụ phòng ngừa và quản lý chứng đau cổ cũng như cuộc sống, hướng dẫn trẻ quản lý tốt trong cuộc sống hàng ngày và cung cấp các nội dung liên quan. Cuối cùng đó là hệ thống quản lý bệnh nhân của nhân viên y tế. Hệ thống này sẽ giúp nhân viên y tế có thể thiết lập một kế hoạch chăm sóc tối ưu hóa bằng những câu hỏi và quản lý dữ liệu bệnh nhân được tích lũy trong nền tảng InPHR và sử dụng nó để điều trị. Có thể tăng hiệu quả công việc một cách bằng cách nắm bắt trực giác những thay đổi trong những triệu chứng của bệnh nhân. Và một hệ thống như thế này, một hệ thống theo dõi bệnh nhân thời gian thực dành cho những người bị cách ly mắc bệnh truyền nhiễm như là COVID, và hệ thống video đa phương toàn cầu có thể trao đổi thông tin chăm sóc bệnh nhân theo thời gian thực giữa các nhân viên y tế. Và cách sử dụng nền tảng này vô cùng đơn giản các bạn ạ. Chúng ta tìm kiếm InPHR trong Google Play Store hoặc là Apple App Store và tải xuống. Sau đó chúng ta sẽ đăng ký thành viên, tự động lưu và nhập trực tiếp các thông tin sức khỏe thông qua liên kết thiết bị đeo hoặc được từ các thiết bị y tế. Dữ liệu này sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của mình và dựa vào thông tin sức khỏe có thể kiểm tra đánh giá huyết áp, đường huyết, tình trạng cân nặng và kiểm tra tình trạng sức khỏe thông qua các bảng câu hỏi tự chẩn đoán cho từng bệnh nhân mãn tính. Ngoài ra, chúng ta còn có thể kiểm tra thông tin sức khỏe phù hợp với các căn bệnh mà chúng ta quan tâm. Nó sẽ được liên kết với hệ thống thông tin bệnh viện từ các trung tâm y tế Đại học Hàn Quốc. Vì vậy, các bạn có thể sử dụng dịch vụ liên quan đến các bệnh viện đặt chỗ khám bệnh, thông tin chờ điều trị bằng những nhận dạng, và chúng ta cũng có thể hỏi về chi tiết điều trị của bệnh viện cũng như là các dịch vụ khác như tìm kiếm các bệnh viện gần đó có sẵn. Năm ngoái thì dựa trên hệ thống nền tảng này, công ty cũng đã cung cấp và vận hành hệ thống giám sát thông minh cho trung tâm điều trị sống, một cơ sở điều trị cho bệnh nhân COVID nhẹ, vào tháng 3 năm 2020, khoảng thời gian bắt đầu đại dịch COVID, và khi trụ sở trung ương các biện pháp đối phó an toàn và thảm họa có trụ sở công ty thì cũng đã yêu cầu một hệ thống Somnet đã tích cực hỗ trợ nó và giúp chấm dứt tình trạng COVID. Hệ thống này đã giám sát do Somnet cung cấp điều trị các hoạt động trong sinh hoạt, là sự kết hợp giữa ứng dụng InPHR và bảng điều khiển y tế dựa trên PC dành cho nhân viên y tế, và chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra thông tin này trên bảng điều khiển. Như quý vị và các bạn có thể thấy, bảng điều khiển hiển thị phòng, nhiệt độ cơ thể và huyết áp của bệnh nhân trong mỗi ô sẽ giống như là một bảng điều khiển kiểm tra, và
Đó chính là ưu điểm chính của hệ thống giám sát thông minh này. Ngoài việc có thể nắm bắt được tình trạng của 300 bệnh nhân được cách ly chỉ trong nháy mắt, nó giúp ích rất nhiều trong việc bảo vệ các nhân viên y tế. Điều này là do số lần nhân viên y tế đến từng phòng kiểm tra tình trạng bệnh nhân ngày càng nhiều, thì nhân viên y tế của chúng ta sẽ như thế nào ạ? Sẽ càng mệt mỏi và có khả năng lây nhiễm, đúng không quý vị và các bạn? Vì vậy, cái thiết bị này sẽ rất là hữu ích cho các nhân viên y tế. Sonep sẽ cung cấp hệ thống này miễn phí cho các trung tâm điều trị sinh hoạt và được Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin lựa chọn là công ty thực hành tốt nhất vào tháng 4 vào năm ngoái để ghi nhận những đóng góp của công ty đối với sự an toàn của nhân viên y tế và quản lý sức khỏe của những người dễ bị tổn thương về mặt y tế. Vâng, công ty của chúng tôi đang từng bước mở rộng lĩnh vực về dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khi tham gia các dự án khác nhau của chính phủ, và dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi trong việc cung cấp và vận hành hệ thống giám sát thông minh cho trung tâm điều trị sự sống COVID vào năm ngoái, công ty vẫn đang hiện đang cô lập và tự cô lập như một phần của dự án kiểm soát bệnh dịch truyền nhiễm. Công ty cũng tham gia vào việc phát triển hệ thống cơ sở điều trị kết hợp với PHA, Personal Health Record, với công nghệ thông tin ICT như dữ liệu lớn và AL, chỉ số thông minh, trí thông minh nhân tạo, sẽ mang lại sự đổi mới và phát triển y tế trong tương lai của ngành y tế khác biệt với môi trường y tế hiện tại. Sau đó trong tương lai sẽ tiếp tục phát triển và phát triển cái thông tin sức khỏe trên PSA, xây dựng nền tảng thông tin y tế tích hợp lấy bệnh nhân làm trung tâm và phấn đấu trở thành công ty đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp chăm sóc sức khỏe bằng cách tự thành lập các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, quý vị và các bạn hãy thử sử dụng những sản phẩm của Sonnet và tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong tương lai, quý vị và các bạn nhé. Xin trân trọng cảm ơn.